là nghĩ rằng chúng sanh đều nhận chịu cái nghiệp mà họ đã tạo. Nói cách khác, mọi chúng sanh đều là kẻ thừa kế của cái nghiệp của mình. Con người gặt hái nghiệp tốt hay xấu đều do hành động mà họ đã làm trước đây. Họ tạo ra nghiệp do tác ý của họ. Không ai có thể ngăn cản được sự nhận chịu những quả mà người ấy đã tạo một cách tuyệt đối. Không một ai hay bất cứ cái gì có thể cứu vớt được người khác. Nếu bạn suy tưởng như vậy thì sự lo lắng băn khoăn về những người khác sẽ giảm bớt. Ngay Đức Phật cũng không thể cứu ai, Ngài chỉ duyên thuận theo nghiệp của chúng sanh. Bởi thế Ngài được gọi là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Bạn cũng có thể đạt được tâm xả khi bạn suy tưởng đến chân đế. Bạn nên tự nhủ rằng theo chân đế thì chỉ có thân và tâm, hay danh và sắc mà thôi. Người mà bạn yêu thương một cách ngông cuồng, dữ dội là ở đâu? Chỉ có danh và sắc, hay thân và tâm, sinh và diệt, từ sát na này sang sát na khác. Bạn thương yêu sát na nào đây? Bằng cách này, bạn có thể điều hướng tâm mình để đạt được trạng thái xả. Nhiều người cho rằng nếu suy tưởng theo cách này thì sẽ khiến ta trở thành một người lạc lẽo, vô tình, có thể đưa đến chỗ chối bỏ tất cả những người thương yêu của mình. Không hề có chuyện đó. Xả không có nghĩa là không có tình cảm, thờ ơ hay lãnh đạm, vô tình. Nó chỉ đơn giản là không luyến ái. Người có tâm xả không vứt bỏ những gì mình ghét và nắm giữ những gì mình thích. Tâm ở vào trạng thái quân bình và chấp nhận mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên, không nắm giữ hay hất hủi. Khi xả giác chi hiện diện, người có tâm xả vứt bỏ cả hai, yêu và ghét, thích và không thích. Yêu thương và ghét bỏ không có chỗ đứng ở người hoàn toàn xả bỏ. Kinh sách dạy rằng xả là nguyên nhân để thanh lọc tâm những người có nhiều luyến ái, nắm giữ. Bởi vì tham ái, luyến ái, nắm giữ là kẻ thù trực tiếp của tâm xả. Thứ hai là phải có thái độ xả đối với những vật vô tri, vô giác như là tài sản chẳng hạn. Cách thứ hai để phát triển xả giác chi là có thái độ xả đối với những vật vô tri, vô giác như tài sản, y phục, những thời trang mới nhất trên thị trường. Một ngày nào đó chẳng hạn, áo quần sẽ bị rách hay phai màu. Áo quần cũng như tất cả những vật khác đều bị hủy hoại theo thời gian bởi sự vô thường. Thật ra chúng ta đâu phải là người chủ thật sự của y phục, bởi vì mọi vật đều vô ngã. Trên thế gian này không ai có thể làm chủ được vật gì. Phát triển sự quân bình và cắt đứt luyến ái giúp chúng ta thấy được sự biến đổi của sự vật. Bạn có thể tự nhủ: ta chỉ và sử dụng nó trong một thời gian ngắn thôi. Nó không thể vững bền mãi mãi. Những kẻ chạy theo thời trang hãy thấy có những kiểu mới, những mốt lạ vừa xuất hiện trên thị trường đã vội vã mua ngay. Nhưng vừa mới mua xong thì một loại thời trang khác lại xuất hiện. Thế là họ phải vứt bỏ cái vừa mới mua để mua một cái mới khác. Những người có thái độ như vậy thì không có tâm xả. Cách thứ ba để phát triển xả giác chi là không thân cận với những người quá luyến ái vào người, vật và chính thân thể của họ. Những người này
thường dính mắc vào sự chấp giữ vào người, vào vật mà họ cho là thuộc về mình. Nhiều người cảm thấy khổ sở khi thấy người khác sử dụng tài sản hay vật dụng của mình. Có trường hợp một vị sư già có sự luyến ái đặc biệt vào những con vật cưng. Vị sư này đến thiền viện ở Rangoon để hành thiền. Mặc dầu nơi đây có đầy đủ điều kiện thuận lợi, nhưng việc hành thiền của sư không tiến bộ. Một ngày nọ, bỗng nhiên một ý tưởng nảy lên. Tôi bèn đến gặp và hỏi thăm sư để xem sư có nuôi chó mèo trong chùa không. Mặt sư sáng rỡ khi nghe tôi nhắc đến chúng. Sư cho tôi biết rằng sư nuôi rất nhiều chó mèo trong chùa, và lâu nay sư vẫn cứ lo lắng nhiều về chúng, không biết chúng có được cho ăn đầy đủ không. Tôi khuyên sư hãy chú tâm hành thiền và hãy quên lũ chó mèo đi. Kết quả là việc hành thiền của sư tiến bộ tốt đẹp. Xin đừng quá luyến ái vào người hay những vật mà mình thương yêu đến nỗi không thể dứt bỏ để đi tham dự một khóa thiền. Vì tham dự khóa thiền là cơ hội để việc hành thiền của bạn thâm sâu, giúp cho xã giác chi có cơ hội phát triển. Cách thứ tư để phát triển tâm xã là thân cận với những người không quá luyến ái. Thật vậy, nếu thân cận với những người không quá luyến ái, không ghét bỏ, vô tư, bình thản trong mọi công việc, không quấy nhiễu bạn, thì tâm xã của bạn sẽ có cơ hội phát triển. Nếu bạn không thân cận với người có tâm xã mà lại gặp phải vị trưởng lão như tôi đã kể ở trên, thì bạn luôn luôn phải nghe ông ta kể lể về những ưu tư lo lắng cho những con chó, con mèo, hay con chó này thích ăn món gì, con mèo này khôn lanh, thông minh, vân vân. Đây là chưa kể những người quá quyến luyến vào con cháu cũng gây ra nhiều phiền phức cho bạn. Cách thứ năm, và cũng là cách cuối cùng giúp cho xã giác chi phát triển, là luôn luôn hướng tâm vào việc phát triển tâm xã. Khi tâm hướng vào việc phát triển này thì nó không còn lang thang nghĩ đến những người thân hay chó mèo ở nhà. Tâm sẽ trở nên quân bình và hài hòa. Xã đóng vai trò quan trọng trong việc hành thiền cũng như trong đời sống hàng ngày. Thông thường chúng ta bị những đối tượng vừa lòng và thích thú làm dính mắc, hay bị dao động vì gặp phải những đối tượng không thích thú, không ưa thích. Đây là những trở ngại hầu như mọi người đều gặp phải. Chúng ta bị yêu ghét chi phối nên không có sự quân bình. Bởi thế tham lam và sân hận dễ dàng lôi kéo chúng ta. Kinh điển dạy rằng khi tâm bị ngũ dục chi phối sẽ trở nên bất an, dao động. Điều này chúng ta có thể nhận ra rõ ràng, vì đó là chuyện thông thường xảy ra trên thế gian. Mọi người đều muốn an vui hạnh phúc và khổ công truy tầm, nhưng họ không biết đâu là hạnh phúc thật sự. Họ không có cơ hội để hưởng thụ niềm hạnh phúc lớn lao đến từ sự an bình, tĩnh lặng của một tâm xả bỏ. Tất cả các yếu tố giác ngộ hay thất giác chi đều đem lại lợi ích kỳ diệu. Một khi các yếu tố này được phát triển đầy đủ, sẽ có năng lực chấm dứt đau khổ. Đức Phật đã thường xuyên nhắc nhở như thế. Điều này có nghĩa là cái vòng luẩn quẩn sanh tử, tử sanh tạo bởi danh sắc sẽ hoàn toàn dừng nghỉ khi bảy yếu tố giác ngộ phát triển đầy đủ. Bảy yếu tố giác ngộ cũng có khả năng tiêu diệt 10 đạo binh ma.
Bao lâu những đạo minh ma này còn hiện diện thì chúng ta còn bị luẩn quẩn trong vòng đau khổ và tái sanh. Đức Phật ra đời giúp chúng ta phát triển, thoát khỏi khổ đau trong vòng tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bạn có thể thắc mắc, ta sẽ đi đâu nếu ta ra khỏi tam giới này? Có thể nói rằng đó là Niết Bàn, sự thoát khỏi mọi hình thức tái sanh. Vì Niết Bàn là sự chấm dứt sanh và tử. Từ sự sanh, chúng ta có đời sống, rồi già, bệnh và cuối cùng là sự chết. Sinh, già, đau, chết, nó chỉ là những bộ mặt khác nhau của đau khổ. Thoát khỏi mọi khổ đau tức là thoát khỏi sự sinh. Mà không có sinh thì làm gì có già, có đau, có chết. Như vậy, Niết Bàn là thoát khỏi sanh và tử. Mãi yếu tố giác ngộ được phát triển tròn đủ sẽ dẫn thiền sinh đến Niết Bàn. Bởi thế, mãi yếu tố giác ngộ này có thể được xem là một linh dược, chúng tạo sức mạnh cho tâm, chịu đựng được mọi thăng trầm vinh nhục của cuộc sống. Thêm vào đó, mãi yếu tố giác ngộ này cũng thường chữa trị được cả thân bệnh và tâm bệnh nữa. Trên thực tế, nhiều người nhờ hành thiền mà được lành bệnh, ngay cả những bệnh nan y. Tâm bệnh là những bệnh tham lam, sân hận, si mê, hoài nghi, đố kỵ, ngã mạn, bỏng sẻn, vân vân. Khi mang các loại bệnh này thì tâm bị mê mờ, không sáng suốt. Chính tâm bệnh đã tạo ra thân bệnh. Thay vì có một tâm hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh, bạn lại bị đám mây mờ phiền não chi phối. Do đó, bạn trở nên thiếu sáng suốt, buồn rầu, bệnh hoạn, chẳng khác nào bạn hít thở không khí ô nhiễm. Tuy nhiên, nếu bạn nỗ lực cố gắng chánh niệm hành thiền, quan sát đối tượng liên tục từ sát na này sang nát sát na khác, tâm hoàn toàn ở trên đề mục, không bị tán loạn, tâm định phát triển, một thời gian sau tâm sẽ được thanh lọc khỏi mọi phiền não trên. Lúc bấy giờ trí tuệ sẽ bắt đầu hiển bày. Khi trí tuệ hiển bày, tâm sẽ trong sáng, thanh khiết trở lại, chẳng khác nào người được hít thở lại không khí trong lành sau khi ra khỏi vùng bị ô nhiễm. Niệm, tinh tấn và tập pháp giác chi dẫn đến định và huệ. Những trí tuệ mới mẻ liên tục phát triển, chẳng khác nào không khí trong lành giúp cho tâm bạn sáng suốt, định tĩnh. Tuệ giác thấy được sự sinh diệt của các hiện tượng là tuệ giác đầu tiên của sự thực hành thâm sâu và tốt đẹp. Lúc bấy giờ, xả giác chi sẽ bắt đầu ổn cố trong tâm bạn và chánh niệm trở nên càng lúc càng sâu hơn. Sự sinh diệt của các đối tượng sẽ được thấy một cách rất rõ ràng. Dần dần, việc hành thiền trở nên thâm sâu, thiện xảo và sự tinh tấn trở nên đều đặn, quân bình. Lúc bấy giờ, hỷ lạc sẽ phát sinh nhờ ở sự thấy rõ một cách trực tiếp bản chất thật sự của các tiến trình thân tâm. Tiếp theo sau hỷ lạc, tiếp theo sau hỷ lạc là một sự an lạc, thanh tịnh, tâm sáng, trí tuệ, không còn lo âu, thắc mắc, phiền muộn, nghi ngờ. Trong sự an lạc tĩnh lặng này, bạn càng thấy rõ ràng và sâu sắc các bản chất của các hiện tượng giới hơn. Và chánh định cũng nhờ thế mà thâm sâu hơn, vì không còn sự quấy nhiễu nào nữa. Khi việc hành thiền ở vào mức thâm sâu như vậy, tâm thiền sinh sẽ thực sự quân bình. Lúc bấy giờ, hỷ lạc
cũng không làm cho tâm thiền sinh xao động, dầu cho đó là những hỷ lạc cực độ đến đâu. Cũng vậy, mọi cảm giác hay đối tượng không hài lòng cũng không chi phối được tâm thiền sinh. Tóm lại, ở trạng thái này thì không đau khổ hay hạnh phúc nào có thể chi phối được tâm thiền sinh. Khi 7 yếu tố giác ngộ được phát triển thì thân tâm sẽ được thanh lọc. Thân và tâm có một sự liên hệ khá chặt chẽ và phức tạp. Khi tâm thực sự trong sạch và các yếu tố giác ngộ sung mãn thì sẽ đem lại hiệu quả lớn lao đối với hệ tuần hoàn trong cơ thể. Khí huyết sẽ thay đổi điều hòa và trong sạch hơn. Khí huyết này thấm nhuần hết lục phủ ngũ tạng. Lúc bấy giờ, ngũ hành được điều hòa, âm dương điều hợp, lục phủ ngũ tạng đều được gội rửa và trở nên trong sạch. Mắt sẽ sáng và tinh tường. Một số thiền sinh có thể thấy ánh sáng phát ra từ thân thể mình. Ánh sáng còn có thể tràn ngập khắp phòng vào ban đêm. Tâm cũng tràn ngập ánh sáng. Đó là sự trong sáng của đức tin. Đức tin này được gia tăng và củng cố, khiến loại trừ mọi hoài nghi trước kia. Tâm trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt. Thân cũng khinh khoái, thư thái, nhẹ nhõm và dễ chịu. Nhiều thiền sinh cảm thấy mình nhẹ nhàng như lơ lửng trong không gian, thông thường có thể nhẹ nhàng thanh thoát, khiến ta không có cảm nhận về cơ thể. Nhờ thế thiền sinh có thể ngồi nhiều giờ mà không cảm thấy đau nhức gì cả. Do sức mạnh kỳ diệu của 7 yếu tố giác ngộ, đặc biệt là khi các yếu tố giác ngộ này phát triển đến độ cao, thì có thể chữa trị được nhiều chứng bệnh nan y. Ở tại thiền viện Rangoon, nhiều người nhờ hành thiền mà được lành bệnh một cách kỳ diệu. Nếu muốn kể hết thì phải mất cả một cuốn sách dài. Tôi chỉ nêu ra đây một vài trường hợp điển hình. Trường hợp thứ nhất là chữa lành bệnh lao. Có một người đàn ông bị khổ sở vì bệnh lao nhiều năm, đã chữa trị nhiều loại thuốc Tây ta và đã trải qua một thời gian điều trị tại Bệnh viện Bài Lao Trung ương ở Rangoon, Miến Điện, nhưng vẫn không khỏi. Thất vọng và chán nản, không hy vọng gì được lành bệnh, ông chỉ còn biết trông cậy vào việc hành thiền. Đến trường thiền, ông vẫn che giấu tình trạng sức khỏe của mình vì sợ rằng không được tiếp nhận. 2 tuần đầu hành thiền, cơn đau trầm trọng, dữ dội, tàn nhẫn đến với ông, làm ông đau đớn, không sao chịu thấu. Thường khi hành thiền đến một giai đoạn tiến bộ nào đó thì các sự đau nhức sẽ hiển lộ một cách rõ rệt, đau đớn cực kỳ. Cái đau cứ đầy đọa cắn rứt ông, khiến ông không ngủ được và ho suốt đêm. Một đêm đang nằm trong cốc, nghe tiếng ho dữ dội của ông, tôi bèn choàng dậy đem đến cho ông một ít thuốc ho, vì nghĩ rằng ông ta bị cảm xoàng hay cúm gì đó. Đến nơi, tôi thấy ông ta nằm sóng xoài trong phòng. Ông quá mệt đến nỗi không thể nói được một lời nào. Ông ta ho toàn những máu là máu. Tôi hỏi ông ta có cần thuốc không, nhưng cuối cùng ông thú nhận và xin lỗi vì đã cố ý giấu giếm bệnh tình của mình. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là không biết mình có bị hít phải vi trùng lao không. Ông ta tiếp tục phân trần vì chuyện giấu giếm bệnh tình của mình, nhưng vẫn cố nài nỉ được ở lại tại trung tâm để hành thiền. Ông ta mếu máo thưa: Bạch ngài, ngài rộng lòng từ bi, nếu con rời nơi này các con chỉ có nước chết mà thôi. Nói xong, ông khóc rống lên trông rất thảm thương. Tôi bèn trấn an ông và sửa soạn cho ông một chỗ ở riêng để khỏi truyền bệnh cho người khác. Thế rồi
tôi tiếp tục chỉ dẫn cho ông. Chỉ trong vòng một tháng, bệnh của ông đã chấm dứt hoàn toàn nhờ sự tiến bộ kinh khủng trong thời gian hành thiền. 3 năm sau, ông trở lại thăm trường thiền trong chiếc áo nhà sư. Lúc bấy giờ trông thấy vị sư, tôi bèn nói: bây giờ trông sư hoàn toàn khác hẳn trước đây, căn bệnh quái ác ấy chắc là không còn hành hạ sư nữa chứ. Nhà sư hân hoan đáp: bạch ngài, bệnh lao của con đã dứt hẳn. Những khi cổ ngứa, muốn ho, con chánh niệm tức thời cơn ho bị chặn đứng. Giáo pháp thật là kỳ diệu phi thường. Con đã uống được linh dược của giáo pháp nên bệnh con đã hoàn toàn khỏi hẳn. Một trường hợp khác xảy ra cách đây non 20 năm, năm 1964. Một phụ nữ sống trong thiền viện. Cô ta là bà con của một nhân viên trong ban điều hành. Cô này bị đau khổ vì bệnh cao áp huyết đã nhiều năm và phải thường xuyên đem theo thuốc bên mình. Thỉnh thoảng cô đến gặp tôi. Tôi khuyến khích cô hành thiền và khuyên cô ta rằng dầu cô có chết trong lúc hành thiền đi chăng nữa, cô cũng được hưởng phước báo trong kiếp tới. Mỗi lần như vậy, cô đều xin lỗi và từ chối, rồi tiếp tục dùng thuốc theo lời chỉ dẫn của bác sĩ. Cuối cùng, tôi nói ngay với cô rằng nhiều người ở những nơi rất xa, ngay cả ở ngoại quốc, cũng đến đây để hành thiền. Việc hành thiền của họ rất tiến bộ, thâm sâu, và họ đã đạt được nhiều điều kỳ diệu. Còn cô ở ngay sát đây mà cô chẳng chịu hành thiền. Cô chẳng khác nào những con sư tử đá canh giữ dưới chân bảo tháp. Mặt chúng hướng ra ngoài, lưng xoay về phía bảo tháp, nên không thể nào đảnh lễ bảo tháp được. Nghe tôi nói thế, cô đồng ý hành thiền. Chỉ trong một thời gian ngắn, việc hành thiền của cô đạt đến chỗ thấy sự đau đớn tột cùng. Sự đau của cơn bệnh cộng với sự đau do sự tiến triển trong giáo pháp đem lại khiến cho cô mất ăn, mất ngủ vì cơn đau tàn bạo, khủng khiếp hành hạ cô. Thân quyến của cô cũng sống trong thiền viện bắt đầu lo sợ cho sức khỏe của cô. Họ yêu cầu cô trở về chỗ ở của mình để được người thân chăm sóc. Tôi không đồng ý và khuyến khích cô nên tiếp tục việc hành thiền. Đây quả thật là một trận chiến đấu quyết liệt của cô ta, nhưng cô ta là một người đầy nghị lực và rất cương quyết. Cô kiên trì chịu đựng đau khổ để hành thiền với quyết tâm thấy được giáo pháp. Dầu cho có phải chết đi nữa, cô cũng không chùn bước. Đầu cô nhức kinh khủng, sọ cô dường như muốn vỡ ra từng mảnh. Mọi mạch máu trong đầu cô nén lại, bung ra rồi nện thình thịch như búa bổ, kéo lui, kéo tới nhiều lần. Cô đau đớn tận cùng, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chịu đựng và chăm chú theo dõi biến chuyển của sự đau. Thấy đau lên đến tột cùng của sự đau, nhưng nhờ chú tâm chánh niệm, sự chú tâm xuyên thấu ghim chặt vào trong cơn đau. Lúc ấy tâm cô như có những mạch rã phân nhánh len lỏi vào trong từng ngóc ngách hẻm hóc của cái đau, như con dao mổ sắc bén đang được một bác sĩ với đôi tay khéo léo tinh luyện đang sử dụng để mổ những mạch máu nhỏ. Lúc đó cô tưởng chừng như cái đau của ai chứ không phải của mình, cái đau như nằm ngoài mình. Chẳng bao lâu sau, toàn thân cô nóng bừng, dường như cả thân thể đều phát hỏa. Cái nóng lên đến tận cùng, nhưng cô đã chế ngự được. Cô chế ngự được tất cả mọi cảm giác kinh khủng dữ dội đó.
Đột nhiên, thấy đau, thấy nóng trở nên dịu đi. Thân tâm cô lúc bấy giờ trở nên mát mẻ, an lạc. Cô đã chiến thắng vẻ vang, cô hoàn toàn lành lẹ. Tôi đã chứng kiến nhiều bệnh tật khác đã được chữa lành, như là nghẽn ruột, ung nhọt, đau tim, bướu dạ dày, ung thư và nhiều căn bệnh khác. Tôi không dám bảo đảm là tất cả mọi bệnh đều được lành hẳn, nhưng tôi hy vọng rằng những câu chuyện trên có thể tạo nơi bạn đức tin và sự hứng khởi để hành thiền. Tuy nhiên, việc chữa lành bệnh hay không phần lớn tùy thuộc ở thiền sinh. Nếu thiền sinh nỗ lực tinh tấn, kiên trì chịu đựng, can đảm và đầy nghị lực, tinh tấn chánh niệm và cảm giác đau đớn phát sinh từ bệnh tật hay những vết thương cũ, thì thiền sinh sẽ được khỏi bệnh một cách kỳ diệu. Sự dũng mãnh tinh tấn đã đem lại thành quả lớn lao. Thiền minh sát cũng có thể chữa trị được bệnh ung thư. Ung thư là một bệnh khủng khiếp. Người mắc bệnh này đau khổ cả thân lẫn tâm. Những người hành thiền minh sát có thể chữa trị bệnh này bằng cách chú tâm và sự đau, dầu cho cái đau có tàn khốc đến đâu đi nữa. Nếu không lành bệnh thì người hành thiền minh sát cũng chết một cách bình an, tĩnh lặng, tâm hoàn toàn trong sáng, tập trung vào sự đau và quán sát nó như quán sát một cái gì ở ngoài mình. Chết như vậy thật là tốt đẹp và thánh thiện. Cầu mong các bạn thâu thập được nhiều lợi ích trong khi tìm hiểu 7 yếu tố giác ngộ được trình bày ở trên. Cầu mong các bạn vun bồi và phát triển tròn đủ mỗi và mọi yếu tố này. Khởi đầu là sự chánh niệm và cuối cùng là với tâm xả để được giải thoát hoàn toàn ra khỏi mọi khổ đau. Chương thứ 5: Các tầng thiền minh sát. Đầu tiên là làm dịu tâm. Đức Phật dạy rằng, thật vậy, thông qua thiền minh sát, ta có thể khai triển trí tuệ rộng lớn, bao phủ cả quả đất này. Đặc tính của trí tuệ này, nó thẩm thấu qua tâm, làm cho tâm bành trướng và phát triển rộng rãi. Không hành thiền, tâm sẽ trở nên chật hẹp, khô cứng, vì luôn luôn bị phiền não quấy nhiễu. Mỗi một phút giây thiếu chánh niệm, phiền não sẽ len lỏi vào. Mỗi một phút giây chánh niệm thì phiền não không thể xen vào, không thể làm cho tâm cứng ngắc dao động. Các pháp trần hay là đối tượng của tâm đi vào 6 cửa, đôi khi là những pháp tốt, đôi khi là những pháp xấu, đôi lúc làm ta vừa lòng, đôi lúc làm ta khó chịu. Khi một hình ảnh đẹp đẽ đập vào mắt ta, nếu ta không chánh niệm thì tham ái và dính mắt sẽ tràn ngập và quấy nhiễu tâm ta. Khi tâm bị căng thẳng và dao động bởi tham ái và dính mắt thì tâm bắt đầu đặt kế hoạch, tính toán, tìm phương cách để nắm giữ vật mình ưa thích hay cái điều mình mong muốn. Từ tâm tính toán đó thì lời nói, hành động phát sinh. Nếu một con tâm không được phòng ngự, bảo vệ bởi chánh niệm thì khi tiếp xúc với một đối tượng không hài lòng, sự sân hận sẽ phát sinh. Thế là tâm cũng là bị dao động. Sự dao động này biểu lộ ra ngoài, khiến người khác có thể thấy một cách rõ ràng. Mặt đương sáng sủa, đẹp đẽ bỗng trở nên tối sầm lại, nhăn nhó, và lời nói trở nên tộc cằn, thô lỗ, có thể tiến đến thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, và có thể đưa đến việc đả thương hay gây án mạng. Sự vật chính nó chẳng đáng yêu mà cũng không đáng ghét tí nào cả, nhưng vì tâm thiếu phòng ngự bởi chánh niệm
thì đám mây si mê này sẽ chế ngự tâm trí, khiến ta không thể thấy rõ bộ mặt thật hay bản chất tự nhiên của đối tượng. Thế là vào lúc đó, sự căng thẳng, sự dao động và các phiền não khác sẽ có cơ hội xen vào. Đến đây chấm dứt cuốn băng thứ 9. Xin mời quý vị nghe tiếp cuốn băng thứ 10 ngay trong kiếp sống này.